cờ đô Nai vlog thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe hôm nay mình trích bài viết này từ cnn và dịch sang tiếng việt với đề tài về chế độ ăn kiêng tốt nhất cho năm 2024 thuộc về phong cách ăn uống được hỗ trợ khoa học phong cách ăn uống địa trung hải đã giành được danh hiệu chế độ ăn kiêng tổng thể tốt nhất theo xếp hạng vào năm 2024 mà US News và World Report công bố hôm thứ Tư báo cáo cho biết chế độ ăn địa trung hải cũng đứng đầu trong các hạng mục chế độ ăn dễ thực hiện nhất chế độ ăn thân thiện với gia đình nhất chế độ ăn uống lành mạnh nhất chế độ ăn tốt nhất cho bệnh tiểu đường và ăn uống lành mạnh cho xương khớp và tim chế độ ăn gsh phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp dành vị trí thứ hai cho chế độ ăn kiêng tốt nhất cùng với chế độ ăn mng can thiệp địa trung hải gsh để điều trị chậm thoái hóa thần kinh, chiếm vị trí thứ ba trong danh sách 30 chế độ ăn kiêng. Cả ba chế độ ăn kiêng hàng đầu đều dựa trên thực vật, tập trung vào trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và hạt. Chế độ ăn ZSH, đánh giá, công thức nấu ăn, kế hoạch bữa ăn và lời khuyên. Chế độ ăn ZSH, viết tắt của phương pháp ăn kiêng, để ngăn chặn tăng huyết áp, là một kế hoạch ăn uống linh hoạt, cân bằng và tốt cho tim do viện tim, phổi và máu quốc gia thúc đẩy, nhằm thực hiện chính xác điều đó, ngăn chặn hoặc ngăn ngừa, tăng huyết áp cũng được đề cập đến như huyết áp cao. Chế độ ăn GSH cũng là một trong những chế độ ăn kiêng tốt nhất vào năm 2024 của US News và World Report. Chế độ ăn GSH là gì? GSH, viết tắt của phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp, là kế hoạch ăn kiêng được khuyến nghị cho những người muốn ngăn ngừa hoặc chấm dứt huyết áp cao. Đó là một kế hoạch ăn uống linh hoạt, cân bằng và tốt cho tim do viện tim, phổi và máu quốc gia thúc đẩy để thực hiện chính xác điều đó. Nó thực hiện điều này bằng cách tăng lượng chất xơ và khoáng chất có lợi cho tim, bao gồm canxi, kali và magie, đồng thời giảm lượng natri và chất béo không lành mạnh mà bạn ăn. Chế độ ăn DASH nhấn mạnh vào trái cây rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít béo. Mô hình ăn uống này hạn chế thực phẩm có thêm đường và chất béo bão hòa cao, chẳng hạn như thịt mỡ, thực phẩm từ sữa đầy đủ chất béo và dầu nhiệt đới. Quan trọng nhất, chế độ ăn ZSH giới hạn natri ở mức 2.300mg mỗi ngày, những người theo dõi thường sẽ giảm xuống còn khoảng 1.500mg. Chế độ ăn ZSH hoạt động như thế nào? chế độ ăn gsh tương tự như chế độ ăn địa trung hải nhưng đưa ra khuyến nghị cụ thể hơn về số lượng và giới hạn thực tế của các loại thực phẩm tiêu thụ bạn sẽ bổ sung rau trái cây và ngũ cốc nguyên hạt theo chế độ ăn gsh bạn cũng có thể thưởng thức một lượng vừa phải các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo cá thịt da cầm đậu và các loại hạt thực phẩm giàu chất béo bão hòa chẳng hạn như thịt mỡ và các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo, bị hạn chế nghiêm ngặt hoặc tốt hơn là tránh hoàn toàn. Lindsay Pine, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký ở Los Angeles, giải thích, phong cách ăn uống này không nói với bạn rằng bạn phải loại bỏ các nhóm thực phẩm, mà thay vào đó cung cấp cho bạn những hướng dẫn về lượng khẩu phần mỗi tuần mà bạn nên tiêu thụ một cách lý tưởng không chỉ là một kiểu ăn uống để giảm huyết áp mà còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe toàn thân, tương tự như chế độ ăn Địa Trung Hải. Tôi có thể giảm cân bằng chế độ ăn DASH không? Có, bạn có thể giảm cân một cách an toàn và bền vững bằng chế độ ăn DASH. Tuy nhiên, mẹo nhỏ là hãy để ý đến khẩu phần ăn của bạn và xem xét hàm lượng calo trong thực phẩm bạn chọn. Josanjus Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và đồng tác giả của một số sách dạy nấu ăn về chế độ ăn GSH, bao gồm cả chế độ ăn kiêng GSH cho người giả, cho biết. GSH không phải là một chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng bạn chắc chắn có thể giảm cân nếu tạo ra sự thiếu hụt calo. Thông thường khi mọi người chuyển từ lựa chọn thực phẩm bình thường sang phong cách ăn GSH, họ có thể tự động giảm lượng calo vì họ đang bổ sung nhiều rau và các bữa ăn cân bằng hơn vào chế độ ăn của mình. Để tham khảo, phụ nữ thường tiêu thụ 1.200 đến 1.600 calo trong chế độ ăn GASH, trong khi nam giới tiêu thụ 1.600 đến 2.000. Một số người giảm cân dễ dàng hơn nếu họ ăn nhiều bữa nhỏ, thường xuyên trong ngày, trong khi những người khác giảm cân tốt hơn với một vài bữa ăn lớn hơn. Bạn nên thử cả hai phương pháp để xem phương pháp nào phù hợp nhất với mình. Giảm cân ngắn hạn Mặc dù chế độ ăn GASH không được thiết kế đặc biệt để giảm cân nhưng nó có thể giúp mọi người giảm cân. Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng cho thấy những người ăn kiêng GASH giảm thêm 3,1 bao trong thời gian từ 8 đến 24 tuần. 0,4 đơn vị chỉ số khối cơ thể trong 8 đến 52 tuần và 105 cm vòng eo trong 24 tuần so với những người ở chế độ ăn kiêng GASH. Kiểm soát chế độ ăn uống Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, Chế độ ăn GASH có liên quan đến việc giảm đáng kể cân nặng và chỉ số BMI sau 8 tuần so với chế độ ăn đối chứng. Giảm cân lâu dài Nếu bạn loại bỏ thực phẩm đã qua chế biến, có đường, mặn và nhiều chất béo khỏi chế độ ăn uống của mình, giống như bạn thực hiện chế độ ăn GASH và tập thể dục thường xuyên, bạn có thể sẽ tiếp tục giảm cân. Duy trì và quản lý cân nặng Sau khi đạt được cân nặng mục tiêu, bạn có thể duy trì chế độ ăn GSH. Chất xơ và protein sẽ giúp bạn no lâu, trong khi hàm lượng calo đủ để giúp bạn tràn đầy năng lượng. Nên, ăn thịt da cầm nạc và cá ở mức độ vừa phải. Chúng là những lựa chọn ít chất béo, tốt cho tim mạch. Đừng, với lấy lọ muối. Thay vào đó, hãy nêm các món ăn của bạn bằng các loại thảo mộc, gia vị hoặc vỏ chanh. Trái tim của bạn sẽ cảm ơn bạn. Nhiều loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, canxi, protein và kali, được chứng minh là giúp chống lại hoặc hạ huyết áp. Nên thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn bằng trái cây. Bỏ qua các món tráng miệng có đường và nhiều chất béo. Đừng ăn quá nhiều thịt đỏ. Nó béo hơn thịt gà và cá nạc. Không nên uống quá nhiều rượu. Nó có thể làm tăng huyết áp và làm tổn thương gan, tim và não. Điều độ là chìa khóa một ly mỗi ngày cho phụ nữ và hai ly cho nam giới. Nên, dùng sữa ít béo hoặc không béo. Giảm lượng chất béo ăn vào là điều quan trọng để có chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Cách bắt đầu chế độ ăn GSH Thay vì thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong chế độ ăn uống, bạn có thể bắt đầu chế độ ăn GSH bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống của mình. Ví dụ thêm một khẩu phần rau hoặc trái cây vào mỗi bữa ăn. Giới thiệu hai hoặc nhiều bữa ăn không có thịt mỗi tuần. Sử dụng các loại thảo mộc và gia vị để món ăn ngon hơn mà không cần muối. Ăn nhẹ với hạnh nhân, quả hồ đào hoặc các loại hạt khác thay vì khoai tây chiên. Chuyển từ bột mì trắng sang bột mì nguyên cám khi có thể. Đi bộ 15 phút sau bữa trưa hoặc bữa tối, hoặc cả hai. Lên kế hoạch cho các bữa ăn và danh sách mua sắm trong vài tuần để bạn bắt đầu. Hãy xem thực đơn ở những nhà hàng bạn hay dùng bữa nhất và quyết định xem bạn sẽ gọi món gì. Chế độ ăn SH có giá bao nhiêu? Chi phí duy nhất để tuân theo chế độ ăn SH là chi phí thực phẩm. Do đó, khi lập kế hoạch, chi phí của bạn có thể tương tự như chuyến đi mua sắm thông thường của bạn vì thực phẩm nguyên chất tốt cho sức khỏe, không cần phải quá là hoặc đắt tiền. Số tiền vào ví của bạn sẽ phụ thuộc vào loại thực phẩm bạn chọn mua. Ví dụ, một nghiên cứu về những người Mỹ gốc Tây Ban Nha áp dụng chế độ ăn DASH là đã không chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm. Chế độ ăn DASH có dễ thực hiện không? Chế độ ăn DASH khá linh hoạt, vì vậy chỉ cần lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn một chút, nó có thể dễ dàng thích ứng với lối sống của hầu hết mọi người. Một nghiên cứu gần đây trên GIMA Network cho thấy thực hành chánh niệm có thể giúp ích nhiều hơn cho việc tuân thủ phương pháp ăn uống này. Các kỹ năng chánh niệm hướng đến việc tuân thủ các hành vi đã được chứng minh là giúp giảm huyết áp, thiền, yoga, tự nhận thức, kiểm soát sự chú ý và điều tiết cảm xúc. Bài tập này khiến những người tham gia tuân thủ chặt chẽ hơn chế độ ăn GASH. Mặc dù việc từ bỏ đồ ăn béo, Đường và mặn yêu thích của bạn có thể là một thách thức nhưng GSH không hạn chế toàn bộ nhóm thực phẩm, vì vậy bạn có thể gắn bó lâu dài. Theo dõi GSH tương đối thuận tiện, NHLB cung cấp hơn 180 công thức nấu ăn tốt cho tim trong cơ sở dữ liệu trực tuyến của mình. Mặt khác, nhiều tổ chức có uy tín, chẳng hạn như Mayo Clinic, cung cấp danh sách giải các công thức nấu ăn thân thiện với GSH. Hãy xem xét những ý tưởng bữa sáng theo chế độ GASH dễ chuẩn bị này như bột yếm mạch hoặc bánh mì nướng bơ làm từ lúa mì nguyên hạt. GASH có thể thích ứng với hầu hết thực phẩm của mọi nền văn hóa, ngay cả khi sữa không phải là một phần trong kế hoạch ăn uống của bạn, Azus nói và nói thêm rằng chế độ ăn GASH không dùng sữa vẫn làm giảm huyết áp trong các thử nghiệm lâm sàng, mặc dù mô hình sử dụng sữa làm giảm huyết áp nhiều hơn. Gia đình thân thiện các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng dùng bữa cùng nhau mà không cần sửa đổi nhiều các lựa chọn thực phẩm lành mạnh và đủ cân bằng cho mọi lứa tuổi thân thiện với ngân sách thực phẩm dành cho chế độ ăn kiêng này rất dễ tìm thấy ở các cửa hàng tạp hóa thông thường và không yêu cầu các món đặc sản hoặc đắt tiền hành tinh thân thiện chế độ ăn uống xem xét các tác động môi trường của việc lựa chọn thực phẩm nó chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật hoặc thực phẩm chủ yếu được trồng sản xuất bền vững, ăn chay hoặc ăn chay thân thiện. Các cá nhân có thể dễ dàng sửa đổi công thức nấu ăn cho chế độ ăn thuần chay hoặc ăn chay. Không chứa gluten thân thiện. Công thức nấu ăn có thể dễ dàng sửa đổi để tuân theo chế độ ăn không chứa gluten. Hà Lan thân thiện. Công thức nấu ăn có thể dễ dàng sửa đổi để tuân theo chế độ ăn kiêng Hà Lan. Cô sơ thân thiện. Công thức nấu ăn có thể dễ dàng sửa đổi để tuân theo chế độ ăn kiêng cô sơ. Ít béo. Chế độ ăn kiêng khuyến khích tiêu thụ vừa phải chất béo lành mạnh, như chất béo không bão hòa đa có trong dầu ô liu và không khuyến khích chất béo bão hòa, không lành mạnh. Ít hơn khoảng 30% tổng lượng calo đến từ chất béo. Ai không nên thử chế độ ăn GASH? Chế độ ăn GASH là một lựa chọn lành mạnh cho hầu hết người lớn, trừ khi bác sĩ khuyên bạn nên hạn chế một chất dinh dưỡng cụ thể. Ví dụ, những người mắc bệnh thận có thể cần chế độ ăn ít kali. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thử chế độ ăn ZASH. Ủy ban giải thưởng gồm 43 chuyên gia dinh dưỡng, lần đầu tiên đánh giá chế độ ăn thuần chay và giành vị trí thứ ba về chế độ ăn dựa trên thực vật tốt nhất. Các chế độ ăn kiêng mới được đánh giá khác cho năm 2024, bao gồm Chế độ ăn kiêng Dukan, 28 trong số 30 chế độ ăn kiêng tổng thể tốt nhất. Chế độ ăn kiêng Herbalife Nutritional, 29 trong số 30 chế độ ăn kiêng. HMEZ, Tài nguyên quản lý sức khỏe, 21 trong số 30 chế độ ăn kiêng và thương hiệu chị em của nó. Sofai Perlan, 19 trong số 30 chế độ ăn kiêng và chế độ ăn kiêng Perlan Tân, trước đây là động cơ 2, xếp thứ 15 trong danh mục chế độ ăn kiêng tổng thể tốt nhất. Sanlichin, Biên tập viên y tế cấp cao của US Newser cho biết trong một email, thế giới về chế độ ăn kiêng và dinh dưỡng có thể tràn ngập những thông tin sai lệch và tuyên bố về sức khỏe không chính xác. Gabrielle Suel cho biết thêm, đó là lý do tại sao US Newser thực hiện công việc hỗ trợ cho người dùng của mình thu thập ý kiến từ các chuyên gia y tế và dinh dưỡng được công nhận trên toàn quốc để xác định chế độ ăn kiêng nào được đưa lên hàng đầu để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, dễ thực hiện và thúc đẩy lối sống lành mạnh lâu dài. Biên tập viên quản lý y tế tại US News và World Report Phong cách ăn uống địa trung hải là gì? Các nghiên cứu đã cho thấy, chế độ ăn địa trung hải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cholesterol cao, chứng mất trí nhớ giảm trí nhớ, trầm cảm và ung thư vú. Kế hoạch bữa ăn, thiên về phong cách ăn uống hơn là chế độ ăn kiêng hạn chế, cũng có liên quan đến xương chắc khỏe hơn, trái tim khỏe mạnh hơn và tuổi thọ dài hơn. Chế độ ăn kiêng bao gồm việc nấu ăn đơn giản, dựa trên thực vật, với phần lớn mỗi bữa ăn tập trung vào trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và hạt, với một số loại hạt và chú trọng nhiều vào dầu ô lưu nguyên chất các chất béo khác ngoài dầu ô lưu, chẳng hạn như bơ, hiếm khi được tiêu thụ, và đường và thực phẩm tinh chế được dành riêng cho những dịp đặc biệt. Thịt đỏ được sử dụng một cách tiết kiệm, thường chỉ để tạo hương vị cho món ăn. Khuyến khích ăn các loại cá có dầu, tốt cho sức khỏe, chứa nhiều axit béo omega 3, trong khi trứng, sữa và thịt da cầm được ăn với khẩu phần nhỏ hơn nhiều so với chế độ ăn truyền thống của phương Tây tương tác xã hội trong bữa ăn và tập thể dục là nền tảng cơ bản của phong cách ăn uống địa trung hải thay đổi lối sống là một phần của chế độ ăn kiêng bao gồm ăn uống cùng bạn bè và gia đình giao tiếp xã hội trong bữa ăn ăn các món ăn yêu thích một cách chánh niệm và tham gia vào các hoạt động và tập thể dục chánh niệm được xếp hạng cuối cùng bởi các chuyên gia Báo cáo cho biết vị trí cuối cùng trong danh sách 30 chế độ ăn kiêng tổng thể tốt nhất là chế độ ăn thực phẩm thô, khuyến nghị nên ăn thực phẩm chưa được nấu chín, chế biến, nấu bằng lò vi sóng, chiếu xạ, biến đổi gen hoặc tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ. Theo trang web US Newser và World Report, mặc dù những đặc điểm đó có vẻ lành mạnh nhưng chế độ ăn kiêng quá hạn chế về mặt dinh dưỡng và có thể không an toàn đối với một số người trên thực tế nấu một số loại thực phẩm cho phép đa dạng hơn và tăng cường hấp thụ protein cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết khác tiến sĩ vanita jaman bác sĩ nội khoa và giám đốc phòng khám của trung tâm y tế bát nát ở washington dc cho biết jaman cho biết trong đánh giá của trang web cách an toàn và lành mạnh nhất để thưởng thức thực phẩm tươi sống là sử dụng một phần của thực phẩm toàn phần chế độ ăn dựa trên thực vật nhiều trái cây và rau sống đậu lăng, đậu, ngũ cốc và rau nấu chín. Theo báo cáo, chế độ ăn keto phổ biến đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng tổng thể nhưng đã chiếm được vị trí số 1 trong hạng mục giảm cân nhanh nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn kiêng yêu cầu hạn chế lượng cắp ở mức khoảng 20 mỗi ngày là quá hạn chế để có thể tuân theo lâu dài. Tôi thấy nhiều người áp dụng chế độ keto khi họ muốn giảm cân và sau đó bỏ chế độ keto khi họ không thể thực hiện được nữa. Chuyên gia dinh dưỡng và tham luận viên Amanda Sauceda đã đăng ký cho biết trong một đánh giá trên trang US News và World Report. Báo cáo lưu ý những người mắc bệnh tim, gan, thận và một số loại ung thư không nên ăn kiêng. Trẻ em chưa được bác sĩ yêu cầu giảm cân, Người mang thai và vận động viên có thành tích cao cũng không nên áp dụng chế độ ăn keto. Một đánh giá các nghiên cứu năm 2023 cho thấy mối lo ngại rằng việc duy trì chế độ ăn keto trong hơn 2 năm có thể gây suy giảm nhận thức, thiếu hụt dinh dưỡng, sỏi thận, bệnh tim và mất cơ. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một phần bài trích giải từ CNN. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Then McDonald's vlog.